nói cái gì? Vợ tôi đòi ly dị tôi hả? Lộn thôi, lộn thôi, không có chuyện gì hết. Lộn thôi được mà, lộn tôi mới nghe rõ ràng. Ông cũng nghe đúng không? Chính ông kể cho tôi nghe chuyện này. Bạn bè đúng không? Có chuyện gì kể nhau nghe để giải quyết. Ủa, tự nhiên ông kể chuyện này cho tôi nghe về cái chuyện mà vợ của ông này ngoại tình. Ủa mà vợ ngoại tình, ông kể tôi nghe làm chi vậy? Không không, thật ra là Liễu vợ ông đó bị suối ngoại tình thôi. Chứ bản thân cô ngoại tình mà cô cũng không biết là ngoại tình. Nói chung là có suối, có dục, có... Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, đẻ một lứa rồi, chứ phải đứt tổ giáo đâu mà suối. Ai suối? Ừ mà ngoại tình làm gì mà suối. Còn ông nữa, nói gì chuyện vợ tôi ngoại tình là tôi là nhân vật chính nè. Ông không kể cho tôi mà đi kể cho diễn viên quần chúng vậy? Ủa, tại nó có liên quan gì đâu? Không, tại biết chắc thế nào nó cũng nhiều chuyện nó kể lại ông, hiểu không? Nhưng mà không phải, cái chuyện đầu đuôi là vậy, đừng có giận tôi nó nghe. Tại vì á, ông á là bạn của tôi, hiểu không? Mà Hương á là vợ của tôi đó, thì vợ tôi á nghe vợ của ông kể cho vợ tôi, xong rồi vợ tôi nói với tôi, nhưng mà dặn tôi là đừng có kể cho những người bạn của tôi. Rồi ông kể cho tôi kể cho ông. Rốt cuộc thì ai cũng biết chuyện này hết rồi. Đó, thôi kể cho tôi luôn cho nó gọn. Cái ca này nhiều chuyện quá. Không phải, cái vấn đề là vậy. Nói chung là sếp của Liễu, vợ ông đó, nói chung là cũng có muốn cua Liễu. Đó, thì xong rồi Liễu cũng nói với vợ tôi là cổ đó, cổ cũng giả bộ để có gì cổ bẫy. Cô lập ra cái bẫy để vợ của ông sếp tới, rồi bắt tại trận cổ với ông sếp để thấy là cổ không có ngoại tình, cho nên cổ mới nói với vợ tôi. Nói chung là một cái nùi lộn xộn gì đó, nhưng mà nói chung là chuyện không có gì đâu, đâu còn có đó ha. Ha, bình tĩnh nghe. Tụi cái con khỉ khô. Thôi ông... thử ông đặt vô hoàn cảnh của tôi coi. Ông thử ông vô cái vị trí vai chính này coi. Vai chính cho một cuốn phim buồn bị cấm sừng như vậy nè. Ông có chịu được không? Trời ơi, thử coi, thử coi. Vợ tôi mà cấm sừng tôi nói thiệt hả? Kéo đứa nào tới tôi đánh đứa đó. Thằng kia kéo tới tôi đánh thằng kia. Tôi tìm tới nhà tôi cào nhà. Tới công ty tôi cào công ty. Nó mét ba má nó, ba má nó, tôi cào ba má nó. Nó mét ông bà ngoại tới tôi cào ông bà ngoại. Mét ông bà nội tôi cào ông bà nội. Tôi mét kêu giang hồ tới thì sao? Tôi đứng tôi thanh minh thôi, tại mà không cào được nữa. Anh, tôi sẽ ủng hộ ổng. Bây giờ kêu ổng gọi điện thoại cho vợ ổng. Gọi về đây, ba mặt một lời, đúng không? Ba mặt một lời hả? Được, gọi điện thoại liền. Tôi sẽ gọi cho con vợ tôi. Ê, ê, nó nghe nè, khoan khoan, đừng có để cái sự việc nó đi xa vậy, từ từ. Sự việc nó đang tới gần, đang tới gần nhân vật chính. Tôi sẽ nắm đầu cái con tiêu đê này. Không, 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 vợ ông á là với cái thằng. Cái thằng tiêu đê đó đó. Không, 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 vợ tôi á, cổ nói là cái ông đó, ông tên gì á, chứ không phải là tên tiêu đê. Tiêu đê là thứ ba đó. Thì đúng rồi, ông ơi, tiêu đê. Không. Tiêu đê là ngày thứ ba tôi hiểu, nhưng mà tự nhiên con người mà là thứ ba cái gì? Là người thứ ba trong cái cuộc tình này nè. Tiêu đê có nghĩa là người thứ ba. Ông là người thứ nhất, giờ ông là người thứ hai. Còn cái ông mà che ngay với cuộc tình hai chồng này nè là người thứ ba, ông hiểu chưa? Bậy, người thứ hai, hiểu không? Vợ ông mới lấy có một đời chồng thôi là ông là người thứ nhất. Rồi nếu bây giờ ngoại tình với cái thằng này nè, thì thằng đó là người thứ hai chứ tỷ đâu ra người thứ ba. Ông muốn vợ ông lấy thêm người nữa hả? Tài năng, để tôi phân tích cho ông hiểu cho. Ông kia mới là người thứ ba, ông là người thứ nhất, còn vợ ông là người thứ hai. Nhưng mà nó chưa có lấy vợ của ổng cho nên trời ơi, đợi lấy nữa hả? Trời ơi. Thì ý là tôi là nó chỉ là người thứ hai thôi, hiểu không? Thứ hai cái gì là thứ ba đó ông ơi, cái ông mày. Không, mới thôi, bớt hai cái miệng hay ông đi. Qua đây là gỡ gối giùm tôi chứ không phải là làm rối hơn cái câu chuyện này. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ba mặt một lời. Đứa nào mà cãi, tôi đập cho phu mỏ. Tôi sẽ ủng hộ ông. Bày gì bị sao ông? Bạn bè mà có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết. Ủa ông sao? Đâu biết thì sao. Đi hả? Đi. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Biết nha, tôi cho bảo vệ mời các anh lên đây là để nói chuyện lịch sự ôn hòa, chứ không phải để các anh lên đây mà có những cái thái độ bất lịch sự như vậy. Làm gì đâu mà không lịch sự. Đúng rồi đó. Hả? Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh giàu thấy kệ anh. Anh thèm phở thì anh lấy tiền anh ra ngoài anh mua phở anh ăn. Không ai nói, không ai cấm gì hết trơn á. Nhưng mà cấm đụng tới vợ tôi nha. Ê gì? Cẩn thận mày, trong phòng có camera đó. Có không? Đập camera luôn. Đập camera cho tao. Đập sao tới? Tao lùn quá, sao đập được? Tôi nói cho ông nghe nha, đồ hèn hạ nha, dám lăng le cướp vợ người ta, bây giờ trốn ở trong đây hả? Giờ sao?
Ông muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ mình giàu đúng không? Không, chứ giàu là không cần chứng tỏ. Bản thân tôi là giàu hơn các anh rồi nha. Cái chuyện như tôi ghét dễ sợ. Trời ơi. Nè, giàu thì thấy kệ mày. Mày đụng tới vợ tao. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh mới là đồ hèn. Hèn gì? Anh là người đàn ông để cho vợ mình phải làm lụng vất vả, nuôi con trong khi anh thất nghiệp, không lo đi làm, lo đàn đúng với những cái người bạn cũng thất nghiệp luôn. Thế của anh là đồ hèn nhát. Vĩnh, mày lấy điện thoại ra đi, mày quay hết cái mặt thằng này cho tao. Mày bắt cận mặt thằng Tiêu Đê này cho tao. Đúng rồi, cận đó, cận đó. Thằng đây nè. Thằng này mày tao đã nói là mày là thứ hai. Cái gì vậy mà mày đi ngay, quay đây chi? Đây. À. Người thứ ba là nó nè. Nhìn cái mặt nó kìa, thấy ghét không? Ê, nó nhìn mặt nó dữ quá, không dám dòm luôn á. Nè, quay kỹ đi, tôi có sợ đâu, tôi thách các anh luôn á. Thách các anh tung lên luôn á. Tung luôn hả? Ừ. Hả? Nè, tao nói cho mày biết nha, mai mốt đừng có đẻ con gái nha. Biết sao không? Sao? Con gái nó nhờ đức cha đó. Ừ. Mày sống không có đức đâu. Rồi anh cũng đừng có đẻ con. Anh á, ăn bám vợ, để vợ phải nuôi mình như vậy á. Không thấy nhục, không thấy mình hèn nhát sao hả? Nè. Đúng. Bạn tôi nó là đồ tồi, nó là đồ không ra gì, ăn bám vợ, người đàn ông đốt mạc, tệ bạc. Mày nghĩ sao hả? Khoan, anh chửi cho nó hết nư, hiểu không? Đó. Nhưng mà anh á, anh cũng vậy, anh có gia đình rồi mà anh đi tán tỉnh vợ người ta, anh cũng là đồ tồi, không ra gì. Nè, tôi nói cho các anh biết, tôi có vợ rồi, nhưng tôi có điều kiện. Tôi có thể lo lắng làm cho người hạnh phúc bên cạnh tôi hạnh phúc hơn thì đó là điều tốt. Tốt cái gì mà tốt? Nè, ông đừng có bao giờ tưởng á người ta lúc nào cũng là thích cái đồng tiền dơ bẩn của ông nha. Ờ đúng rồi, tiền dơ vậy mà có người mỗi tháng lấy tiền dơ xài đó. Bắt cận nè, bắt cận nè. Thì sao mình giận rung bàn luôn không? Trời ơi, mày đi cái gì? Trời ơi, anh Tuấn, anh nghe em nói không? Nghe cái gì? Anh đi về đi. Em còn làm ở đây nữa hả? Em nào em nghĩ làm đi rồi tôi về. Em nghĩ ai lo cho gia đình? Ê Tú, vợ mày nói đúng đó Tú. Đúng không, đúng không? Đúng không, vợ nói đúng mà. Anh buông cái điện thoại đi. Anh làm gì vậy? Anh sai rồi anh phải nhắc chứ. Không, mình quay lại thì để mốt về mình coi lại, mình nhắc nó kỹ hơn. Mấy người đi về giùm tôi đi. Phải. Tôi là thằng đàn ông hèn. Tôi thất nghiệp, tôi ăn bám vợ, không lo cho vợ cho con tôi được. Em muốn giàu sang vui gì vậy? Thôi được rồi, vậy thì em cứ tiếp tục làm ở đây đi. Tốt, mày lại đây Tốt. Mọi người ơi, đi về mọi người ơi. Ờ hết rồi, đi về mọi người ơi. Liệu, anh thấy chồng em dữ quá. Có khi nào chút nữa em về chồng em xử em luôn không? Em đừng nhìn anh vậy, anh không có lỗi gì đâu. Không phải anh cố tình hẹn chồng em tới đây là để trả thù đâu. Anh làm gì anh thấy thoải mái không? Anh có lỗi vợ anh nhận. Nhưng mà anh thương em. Anh cho chồng em một liều thuốc đắng như vậy, để nếu như anh ấy còn thương em thì anh phải suy nghĩ lại, phải biết thương em hơn. Em thằng nỉ anh nên đừng làm khó gia đình em thôi, em mệt lắm. Thì giờ em chạy theo chồng em đi. Hôm nay anh sẽ ký giấy cho em nghỉ phép một ngày. Chuyện chồng em vô đây tấn công anh á, em xin lỗi. Giờ em chạy theo chồng em. Anh có lỗi vợ anh nhận. Nhưng mà anh thương em. Anh cho chồng em một liều thuốc đắng như vậy, để nếu như anh ấy còn thương em thì anh phải suy nghĩ lại, phải biết thương em hơn. Anh ở đâu? Về nói chuyện đàng hoàng với em nè. Tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Con trai tôi đang ở nhà, mời cô về nhà, chúng ta đàm đạo. Nếu con tôi sai, tôi sẵn sàng giáo dục nó. Bởi vì tôi là mẹ của nó. Ủa mẹ lên thế nào vậy mẹ? Sống từng tuổi này, tôi mới biết thế nào là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Đã rơi một thùng lúc thương con. Nín đi con trai. Mẹ nghe con giải thích nè, mọi chuyện không có như mẹ nghĩ đâu. Cô im đi. Cô muốn nói gì nữa? Cô nhìn con tôi đi.
Hồi nào tới giờ tôi nuôi con tôi, tôi cưng như cưng trứng, hận như hận hoa, chưa bao giờ tôi đánh con tôi dù là bằng một cành hoa. Cô không phải phụ nữ. Im đi con. Vậy mà cô dám làm cho nước mắt con tôi rơi. Không phải. Nước mắt con tôi rơi chẳng khác nào cô làm cho máu tôi rơi. Rơi nhiều như vậy tôi sẽ bị mất máu. Cô ghen lắm. Nhưng mà